Bà Trùm Vũ Hoàng Oanh bị bắt ở nước nào? Theo nhiều nguồn tin không chính thức hiện chưa được kiểm chứng độc lập, bà Trùm Vũ Hoàng Oanh bị bắt ở Campuchia. Tin các báo trong nước. Trích dẫn, ngày 23 tháng 9, Cục C04 Bộ Công an Việt Nam phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy, và bà Trùm Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, chị của Dung Hà, đang bị truy nã quốc tế là chủ sòng bạc và kho ma túy ở Campuchia, cầm đầu đường dây đưa chất cấm về nước. Hết trích dẫn. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo trực tiếp C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh lần theo dấu vết bỏ trốn của các nghi phạm. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giữ 29 người, thu giữ 131 kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ nhóm nghi phạm trong đường dây do Oanh Hà cầm đầu đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Bà Trùm Oanh Hà không chỉ được biết đến là chị gái của bà Trùm Dung Hà, mà còn là cái tên khét tiếng trong giới giang hồ tội phạm, từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma túy lớn. Năm 2018, Bộ Công an Việt Nam phối hợp cảnh sát Campuchia từng suýt bắt được bà Trùm. Tuy nhiên, bà Trùm được đàn em cản đường, đưa ra cửa sau bỏ trốn bằng xe máy.